Hello anh em nhé, chào mừng anh em đến với channel của mình. Thì đây sẽ là một clip show ARK, xem thử ARK của mình sau những cái đợt mà hút máu tới tấp của VTC thì bây giờ đã có những gì. Ok, vào với phần chính thôi. Hiện tại kho đồ đang có 83 vật phẩm VIP, trong đó có một cây 9A91 là ngày, cây không tính nhá. Thì có hai vật phẩm VIP Infinity, đấy là Roshanna và AK47 Angelic, còn đâu thì VIP thường. Chúng ta sẽ tới một cái tin nóng hổi đã trước khi vào xem ác. Đấy là vũ khí Noble Gold được nâng lên VIP. You're coming. Shall we go now? Ok, thì có nhiều thứ khá là mới mẻ. Skin này, Dan Nifty, Noble Victor, Irid. Who is the target? Infinity. Con này có cái gì? Con này đấm mà. Con này cũng là VIP Infinity. Nói chung con này dành cho C4, nhân vật mới. Đây, Noble Gold này, hàng Noble Gold một đống luôn này. Và trong đó chúng ta sẽ có một vài vũ khí không phải Noble Gold nhá, mà nó vẫn nằm ở đây. Này, Việt Nam Flag. Ok, những vũ khí nào sẽ được lên VIP nhỉ? Noble Gold, ta có theo thông tin trên trang chủ thì có 3Z Noble Gold, Kuri và 3Z Bloodbath nhé. Mà muốn là 100 Palmer Noble Gold thì những ai đã sở hữu những cái vật phẩm này rồi thì sẽ gọi là chỉ mất 60 đá đỏ này để nâng lên VIP. Khi lên VIP thì nó giữ nguyên ngoại hình thôi, mà được tăng gọi là sở hữu những cái hiệu ứng VIP như một cái VIP chính hiệu luôn, như là thay đạn nhanh, đe lay nhanh, cộng đạn. Đấy, những ai sở hữu những khẩu súng này rồi á thì sẽ được giảm 33% gọi là giá trị của những viên đá này, tức là chỉ tốn 60 đá thôi. Còn nếu không có thì sẽ phải mất 90 đá lận. Thì anh em sẽ mua luôn cả cái vũ khí VIP này, cả cái vũ khí Noble Gold này, tức là chưa quay thì phải bỏ thêm 30 đá nữa nha. Thì có cả cây AWM Inferno The Dragon Noble Gold cũng lên, nhưng mà nick tôi không có, tôi không quan tâm cây đấy cho lắm. Có ba cây này là ok rồi, quắm M4 và Barret là ok. Trong tương lai thì sẽ có rất nhiều vật phẩm Noble Gold được nâng lên VIP, cho nên là ai có thì cứ giữ lấy, và hoặc là ai chưa có thì sưu tầm nhé. Vì khi mà lên VIP thì bọn này sẽ ngon hơn VIP ở ngoại hình, đẹp hơn VIP ở ngoại hình. Còn lại thì các thông số khác thì chắc như nhau thôi. Ok, và gì nữa nhỉ? Sẽ có rất nhiều thứ lên VIP đấy. Nhưng mà nói thật là cái giá của những viên đá này cũng không hề rẻ đâu. Nó phải ngang ngửa một cây VIP đấy. Ok, đây sau luôn anh em, bộ Imperial Gold tôi mới quay được. Đây, set Imperial Gold này sẽ có clip cho anh em xem thôi. Rồi ok, vào sau AK chúng ta đi tuần tự từ rifle. Có đây AK-14, rất nhiều M4, Onbet, M14 EBR này, Transformer này,
AN94 này, Alpha 12 Dominator này, Skyline QBZ. Nói chung đây toàn là mua sale với ăn sự kiện của VTC thôi. 9A91 này, 9A91 có skin đàng hoàng nha. Disco này, QBZ này, bộ Liberty of Capital này. Đấy. Từ cây này để tôi show cái chuột ra bấm cho anh em xem cho nó dễ. Ok. Từ cái con M4 Liberty này là chúng ta không không còn VIP nữa. Đây là khung vàng này, báu vật thôi. Đấy, AK này. AK beat với Transformer một mớ luôn. Đấy, nói chung là VIP khung vàng này, 1451 fake này. Đấy, còn dưới đây là bắt đầu đồ gọi là bắt đầu là đồ thường rồi đấy. Đấy, anh em nhìn nhá, tôi lười đọc lắm. QVZ 9091 này. AK này. Tôi kéo từ từ anh em xem nhá. Đấy. Đồ đi danh free cũng nhiều. Đấy. Đến những con báu vật cổ luôn. Đấy, khá là nhiều đấy anh em ạ. Tới làm cây M451 Silent thì chúng ta xem có bao nhiêu cây nào. Ui, 451S rất là nhiều luôn, có cả AI và rồi đấy, toàn bộ rifle nha. Tiếp theo là sniper với 7 khẩu VIP, trong đó có 3 khẩu 1200 rồi, mỗi loại một skin. Còn bắt đầu từ đây đó là fake này. 3Z thì tôi cũng nhiều, gồm cả AI và báu vật. AWM này, Free này, K98 thì 3 skin, 4 skin luôn. 1200 thường cũng nhiều. Đấy. K98 thường và Mao Shinagan này. Đấy. Toàn bộ vật phẩm sniper đấy. Tiếp theo là MG đi. 6 khẩu JVK VIP đủ để chơi dòm. Kích đạn thì Gatling Gun 3 khẩu fake. Trong tương lai khẩu Noble Gold này sẽ lên VIP này. Đấy, còn lại là đồ AI và những khẩu cũ cũ như Tesla, Mini X-Max, Cat Amelie. Đấy. Cat P này. Nói chung toàn đồ vớ vẩn thôi. Ít khi bắn lắm. SMG nhá. 7 Thompson. Còn bắt đầu báu vật là CBJ, Timpy, Thompson Fake, Timpy Thỏ. Đấy, MP5, Crisper Bison Gold. Evo cũng một đống. Timpy Mắt Quỷ cũng một đống. Búp bê Thompson Gold này. Đấy. Nói chung là như thế thôi. Shotgun toàn đồ AI luôn. Đấy, có một cây level 7, còn lại là đồ mở hòm hết. Holy này, M45D Black, Spart 12, Vớt 12. Rồi thì là 687 KS-15 này. Jackhammer này. Super Shotgun Knife Blue. Đấy, Base Shotgun nha. Rồi. Đến với vũ khí phụ à? À đây, vũ khí PVI, tức là vũ khí dành cho chế độ AI. Đây. Tôi chỉ thiếu cây SR25 Bunning Shot nữa thôi. Còn lại thì đồ AI tôi đầy đủ hết đây. Đấy, không được mỗi loại 3 cây nhưng mà có một cây cũng được rồi. Có nhiều loại thì 3 cây. Không quan tâm lắm bởi vì lâu nay cũng không chơi AI nữa. Có sở hữu thôi. Phụ này, súng lục nha. Có 3 6 9 10 11 khẩu súng lục VIP.
Trong đấy thì có có đủ 6 khẩu để kích combo kill. Có những khẩu không không kích được combo kill thì những khẩu súng lục nào mà ở trong set thì sẽ không được, ví dụ như cọp này hoặc côn này hoặc là cây này. Cây này thì ngoại lệ nha, cây này thì ảo ma quá. Đấy, còn lại thế này là fake này, DE này, Bombette Dorado này. Đây, toàn là lục cọp, cọp báu vật cũng nhiều nha. Đây, côn này. Đấy, BR-M30, USP tận 3 khẩu. Đấy, rất là nhiều súng cổ. Nói chung là đủ dùng, đủ làm clip. Và vũ khí PVE của súng ngắn thì có mấy mẫu Dragon Ball này, đủ 3-4 mẫu luôn này. Cận chiến này, cận chiến này có cũng 3, 6, 9, 12. Đúng rồi, 12 cây cận chiến. Và cũng có đủ cận chiến để kích combo luôn. Những cái nào trong set thì sẽ không có, còn những cái nào mua riêng thì sẽ có tăng combo này nha. Đây, đây là quán fake này. Rồi, cận chiến ở dưới này cũng nhiều. Đồ rank các thứ, anh em có thể nhìn lướt qua. Bây giờ tôi mệt quá, tôi đã thể nào mà giới thiệu hết được. Đồ AI cũng nhiều vãi lìn ra. Có thể xóa được và cũng có những thứ không thể xóa được. Ôi mẹ, xẻng quân dụng đổi lắm thế vậy. Nay nó không cộng dồn. Cận chiến này, vũ khí PVI này. Trong này tôi thích nhất cây Thuận Thiên Kiếm này. Cây này bây giờ hàng cổ, không thể mua được. Cũng có nhiều thứ bây giờ hàng cổ đấy. Thuận Thiên Kiếm này, cây kiếm plasma laser này này cũng không thể mua này. Đấy, plasma knife này. Đây, như cận chiến này cũng không thể mua được này. Bây giờ không thể sở hữu được. Lưu đạn này, có bao nhiêu quả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quả VIP với 4 quả fake. Thì nó là từng set một thôi. Tôi có 2 set bom tan 2, vì là một set mua và một set làm sự kiện. Đấy, nó gold vậy. 2 quả ghetto. Còn dưới này thì là toàn là bom vớ vẩn không. À, không phải vớ vẩn đâu. 2 quả này là được lưu đạn zombie này. Choáng này. Lưu đạn zombie này, lưu đạn khói tre này này cũng một thời là quay đắt đỏ lắm. Lưu đạn đặc biệt. Lưu đạn cũng có vũ khí dành cho AI đấy. Ném rất là hay. Rồi, thế là nhân vật nha. Nhân vật thì có 5 con nhân vật VIP: Roxana, Desperado, Quả Phụ Đen, Sunoco và Unimatium. Còn mấy con nhân vật thế này thì nhân vật tẩy. Thì đa phần tôi sẽ tẩy zombie hết. Và tôi hay dùng con này nhất, Navicel. Nhìn nó ngầu, chứ toàn nhân vật nữ ẻo ẻo. Đấy, nhìn ngầu ấy rồi. Còn đâu thì mấy nhân vật dưới này tôi không để ý lắm. Có nhân vật AI và nhân vật free. Ok, đây là phần trang bị cho nhân vật. Đấy, trang phục thì có đầu này, có cái nón này cũng rất là đắt đỏ này, 1 triệu bạc mới ra đấy. Vòng quay năm ngoái có nhưng mà vòng quay năm nay chưa thấy, chắc tháng 10 mới có. Chứ vòng quay Liberio Capital Hà Nội tháng 10 mới có. Mặt kinh choáng 490 500 ngày DIY anh em. Siêng DIY là có đồ dùng. Đây, đây là radio tăng đạn súng lục. Lưng thì có các loại ba lô. Hông thì có hộp đạn SMG. Còn hơn tháng nữa. Chết rồi, chuẩn bị mất tiền rồi. Đấy, khi anh em đeo full set như này vào AI thì sẽ được giảm giảm chống chịu, giảm thiệt hại rất là nhiều nhá. Và khi quái đánh vào anh em mặc thêm giáp chống đạn vào nữa là hơi bị trâu luôn.
tôi lại có thêm hai cái nhẫn phục hồi máu khi tiêu diệt AI nữa. Phê. Nhẫn này. Ở trong nhẫn này thì chỉ có 4 cái là tôi mua, hai rồng hai rắn, hai cái combo, hai cái DAI. Còn đâu toàn bộ những cái thứ này thì toàn là tôi đi rank được, cũng không dùng đến. Chừng nào chúng tẩy chúng nó ngon như hai cái nhẫn rồng nhẫn rắn này thì tôi sẽ dùng đấy. Còn đây là trang bị 7 ba lô vĩnh viễn này, thắt lưng MG 2.500 ngày, thắt lưng rifle 770 ngày đấy. Item zombie này, những cái huy hiệu, ôi trời nhiều lắm, nhìn nó rác lắm. Khung này, bom này, đá của tôi còn 9.800 viên cơ, đá cường hóa. Cái này thì hơi rác. Kill mark này, skin súng này, thâm sơn này, 200 này, 14 này, 14 có skin đẹp vậy bây. Đấy, búp bê, trời ơi, búp bê bây giờ nhiều vô kể luôn. Từ cái đợt AI bây giờ này, búp bê xanh này, không biết bao nhiêu loại búp bê luôn anh em ạ. Phát cho mỗi thằng cái vẫn còn thừa dùng này. Trời ơi đổi lắm cái búp bê này. Thấy chưa, cái kho búp bê khổng lồ luôn mà. Đây là hòm AI nhá, phần thưởng AI. Những cái phần thưởng này chúng ta có thể mở băng đạn, item zombie các thứ đấy. Trời ơi, còn 6.000 lần ạ, vãi lồn, thua luôn ạ. 1.700 lần, 1.900 lần này mượn chết à. Đây là bảng tên này, đây là Spy Sun Seed này, đây là chế độ Way Order. À, thằng nào vào phá mất cái blast bộ 8 của mình ta, điền thật đấy. Rồi, đây là những cái vật phẩm trùng tôi đã đề nghị VTC cho xóa từ hồi còn VIP 6. Bây giờ VIP 7 gần lên VIP 8 rồi, thiếu mất mấy triệu nữa thôi. Ok, thì như vậy là chúng ta đã đi hết vòng kho đồ. Đấy, kho đồ tôi sương sương như vậy thôi, đủ chơi thôi, không có ham hố lắm, không có ham hố quá nhiều, không đua tốt với, không đú với các đại gia được. Đấy, nó như này thôi. Trong kho báu vật còn mấy con nhân vật củ chuối này nữa. Rồi ok, tạm biệt anh em nha. Hôm trước tôi lại khô máu 200 quả Apex nữa, 2024 nữa. Và đây, đâu nhỉ? Đây, trúng hai côn một dao vãi cứt đấy. Nhận luôn. Thế là chúng ta là có thêm côn để bắn rồi. Dao đây. Đấy, bộ này đẹp quá đi nào. Và thử cho anh em con dao luôn nào. Phòng. Thấy đẹp quá, khô máu luôn. Xa. Lung linh thế nha. Được đấy, rất là ok.